ở amazon thì họ nó còn nói về cái người kỹ sư là thế này họ nói là những cái người kỹ sư tầm thường là những cái người kỹ sư mà ra một bài toán cụ thể và giải được những người kỹ sư giỏi những người ra những bài toán mơ hồ và họ tìm được cái cách cái phương pháp để để mà giải có những người kỹ sư vĩ đại những người kỹ sư mà biết đặt câu hỏi và chọn ra được cái vấn đề nào cái vấn đề mình thực sự phải giải quyết mình nghĩ là mình đang sống ở trong cái giai đoạn mà công nghệ AI phát triển theo nó quá là chóng mặt thành ra là bất cứ một cái dự đoán nào nó đều mang tính đoán mò rất là mơ hồ thôi. nói về viễn cảnh thì mình có thể hơi hơi vẽ ra một cái những cái viễn cảnh chung chung chẳng nhờ viễn cảnh về viễn cảnh bi quan thì có thể nói liệt kê những cái vấn đề như là sẽ bị mất việc hoặc là sẽ có những người sử dụng những cái hệ thống AI để đánh lạc hướng dư luận à. hoặc là, kiểm kiểm soát um, dư luận có thể những tiêu tiêu cực tiêu cứng nhất thì có thể là AI sẽ dần đổ con con người thành thật thì triết học nó không phải một cái môn quá là hấp dẫn trong nó có rất nhiều cái ý niệm xấu ý niệm không tốt về bên đó anh có nhận thấy một cái những cái điểm chung gì giữa hai cái thế giới đấy giữa hai cái lĩnh vực đấy mình rất uh, tin vào là cả hai môn này đều có điểm chung về làm cái đẹp tại sao một kỹ sư vĩ đại lại là người đặt ra câu hỏi đúng thay vì là người giải những bài toán khó Chào mừng các bạn đã đến với Từ Tốn Học số thứ hai. Trong tập này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Trần Việt Long, co-founder của Triết Học Bút Chì, đồng thời cũng là một Machine Learning Engineer tại những công ty công nghệ hàng đầu thế giới như TikTok và Quora. Trong tập này chúng ta sẽ cùng khám phá xem sự giao nhau giữa thế giới AI và thế giới triết học có gì hay và thú vị nhé. chào mừng anh trần việt long đã đến với podcast từ tốn học của chúng em à, ngày hôm nay thì em nghĩ rằng là giống như uh, tinh thần của từ tốn học mà em vẫn chia sẻ với anh long trước đây cũng như là với rất nhiều khách mời thì uh, trong mỗi số podcast chúng em và bản thân em với tư cách là host thì luôn mong muốn được học một điều gì đấy từ khách mời và em cũng hy vọng là các khán thính giả của từ tốn học có thể uh, học được một cái điều gì đấy từ mỗi khách mời thông thường thì ở chỗ này em sẽ mời uh, khách mời giới thiệu về bản thân tuy nhiên thì em biết là anh Long hơi uh, xấu hổ một tí trong câu chuyện <laughs> giới thiệu bản thân đúng không ạ nên là em sẽ xin phép thay mặt cho anh Long để trích uh, lý lịch trích ngang một chút về profile của anh Long để chúng mình và các bạn khán thính giả có thể hình dung rõ hơn về uh, anh Trần Việt Long uh, anh Long thì uh, uh, đã tốt nghiệp tại đại học Columbia ở Mỹ và sau đấy thì anh theo đuổi cái ngành phân tích tài chính và tư vấn đầu tư ở một công ty ở uh, Wall Street New York À, và sau đấy thì anh lại theo đuổi một cái bằng thạc sĩ toàn thống kê ở đại học stanford ừ. à, và tiếp theo thì anh trở thành uh, machine learning engineer tại tiktok và Quora hiện tại thì mọi người biết đến anh long với tư cách là co-founder đồng sáng lập của dự án cheebuchi pencil ừ. philosophy và đồng thời thì anh cũng đang là co-founder của một uh, tech startup tại singapore cái động lực nào mà đã khiến cho anh um, đi từ cái lĩnh vực uh, tài chính sang lĩnh vực công nghệ trên cái hành trình công việc và sự nghiệp của anh à, và cái hành trình mà theo đuổi con đường là machine learning và AI thì nó đã diễn ra như thế nào? Còn về cái con đường của mình từ um, tài chính đến machine learning thì nó bắt đầu là khi mình học xong đại học thì mình ra thì mình bắt đầu thì mình đi làm tài tài chính trong vòng 2 năm. Sau đấy thì mình nhận ra là có một vài vấn đề, cái vấn đề mình thấy là mình không hài lòng với cái công việc của mình làm ở một ở mực làm mình nhiệm nhiệm vụ là tư vấn cho khách hàng và cho quỹ đầu tư thì mình nghĩ rất là ngây thơ và hồn nhiên là nếu mình đã thấy có những cái thứ mình những cái kết luận mình không rõ không không chắc lắm thì mình cần phải nói như thế cho khách hàng mà kỳ thực thì khi mà làm tài chính mình thì phải làm ngược lại kể mình không rõ thì mình cũng phải ra phải thể hiện là mình rất chắc chắn và rất tự tin về cái phán đoán của của mình thế mình mới muốn là làm sao để mà thực sự là hiểu được phân tích được những cái dữ liệu, những cái um, thông số khác 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 nhau để mà đi tìm ra được sự thật, đi tìm ra được những cái um, lời khuyên thực sự là có ích cho người khác. Ngoài ra nữa thì mình đã đam mê học um, toán thống kê từ rất lâu, mình đã đọc cũng dành ra đọc nhiều 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 thứ về toán thống kê rồi. Thế nên mình quyết định là học thạc sĩ ở Stanford về toán thống kê. Khi đến đấy rồi thì mình lại mình lại thấy là thì mình bắt đầu được may mắn là tiếp cận được với um, lập trình đến lúc đấy thì mình mới học lập trình và học uh, AI. Thì um, có hai thứ thứ nhất là ở thế đấy nó giống như cái um, nó giống như cái câu là một cái công nghệ mà đủ tiên tiến thì nó giống như là phép màu nó cái cái cảm giác của mình khi mà học lập trình và AI nó giống như là một cái một cái phép màu đấy mà mình được làm có thể tự nhiên mình nhận ra mình có khả năng để biến những thứ ở trong đầu mình thành sự thật ở trên website hay trên ứng, ứng dụng. Đó là một điều kỳ diệu mình trước đây mình không không bao, bao giờ biết và nữa thì và thực tế hơn thì nói như kiểu cái từ mà người ta hay nói từ optionality tức là chọn như mình thực sự mình chưa chưa chắc là mình rõ là mình thích ngành gì thì mình chọn cái kỹ năng mà nó tạo có thể mở ra nhiều, nhiều ngã rẽ khác, khác nhau và cảm giác của mình là hiển nhiên mình có cái thiên kiến nhưng mà khi cảm giác của mình là rất khó để có một cái kỹ năng nào trong thời đại này mà có thể mở ra nhiều ngã rẽ như là lập trình thế nên là mình mới bắt đầu học lập trình và AI từ đấy và sau khi hiểu, sau khi học Stanford xong mình đi làm machine learning engineer là kỹ sư máy học ở Coura và ở, um, TikTok cái công việc của mình cũng đấy là để thiết kế những cái thuật toán và những cái hệ thống dữ liệu để giúp các cái ứng dụng này um, cung cấp những cái video những cái nội dung hay quảng cáo cho người dùng thì người dùng mở app ra thấy cái video nào thì đấy là công việc của của mình em nghĩ rất là hay rất là thú vị em khá tò mò khi mà anh Long nói là anh từng có trải nghiệm ở TikTok hay Coura làm những cái thuật toán hay những cái uh, công nghệ như vậy thì anh có thể chia sẻ thêm một tí về thực sự những cái thứ đấy nó vận hành ở bên trong ừ. uh, những cái platform những cái nền tảng mạng xã hội mà có nhiều người dùng nhiều triệu người dùng như ví dụ như youtube tiktok quora uh, những thuật toán đấy về mặt uh, thuật toán phân phối nội dung hay là những cái hệ thống đề xuất nội dung uh, recommendation system thì nó thực sự hoạt động như thế nào và em khá tò mò rằng là chúng ta có thực sự tự do đến thế Tức là chúng ta có rất nhiều mạng xã hội để dùng chúng ta có rất nhiều nội dung để lựa chọn nhưng mà thực sự chúng ta có tự do đến thế hay không chắc để mình bắt đầu trước để nói qua để giới thiệu qua một chút về cái hệ thống đề xuất nội, nội dung nhá khi mà hồi mình ở tiktok thì thực ra cái câu hỏi về hệ thống đề xuất nội dung nó lại bắt đầu bằng một cái câu hỏi là mình nhớ khi, những cái buổi đầu tiên khi mà trao đổi với nhau thì họ hỏi là thế nào là cái giá trị của tiktok mang lại cho người dùng là gì cái giá trị thực sự mà tiktok mang lại là gì thì hiển nhiên mình có thể nói một cái câu chuyện mơ hồ là, là tiktok nó sẽ sẽ vui tức là có cái giá trị giải giải trí ở đấy có thể qua video hay là qua các cái um, hiệu ứng hình ảnh nhưng mà làm thế nào để thực sự mình biết là đấy có phải là giá trị thật của tiktok hay không giá là nào mình mình có thể đảm bảo là mình cung cấp cho cái giá trị đấy cho người người dùng nó câu hỏi khó hơn nhiều nghĩa là nếu cùng cái câu hỏi đấy mà đưa cho một nhà khoa học thì họ có thể đưa ra những cái um, thì cái, cái, thí, cái thí nghiệm đưa cho những cái câu đấy giá trị là gì đưa cho một nhà triết học thì có thể đưa những cái lập luận và logic để mà trả, trả lời đưa cho nhà văn để có thể sáng tác còn cái mình nghĩ còn cái phương pháp của một người kỹ sư có thể là nửa nửa thông thái nửa khởi khảo nói là có lẽ không cần phải quá quan tâm đến thực sự câu trả lời là, là gì mà mình chỉ cần quan tâm đến việc tìm ra một cái chỉ số nào đấy đủ hiệu quả, đủ tốt và mình có thể cải thiện cái chỉ số đấy, giúp máy tính, giúp máy cải thiện cái chỉ số đấy thế theo được. Và cái lựa chọn của họ là giá trị của TikTok được đo được đo bằng việc là liệu một người có chịu xem video TikTok hay không và thời gian họ dành họ dành trên video TikTok là bao, bao bao là bao nhiêu. Bây giờ cái nhiệm vụ của việc xây dựng thuật toán hay xây dựng các cái hệ thống dữ liệu làm sao để đảm bảo là khi mở video ra người ta sẽ xem và người ta gần nhất có thể. Thì đấy là mục tiêu. Thì sau khi đấy thôi thì mình có thể đi đến cái phương phương pháp thì nói chung là TikTok, Instagram hay là YouTube thì nói chung họ đều có những cái đi qua gọi là cái ba cái bước bước chính là sàng, lọc và um, sắp xếp lại. Thì sàng nghĩa là tất cả các hệ thống đều bắt đầu bằng hàng triệu video upload lên mỗi mỗi ngày tầm những hàng hàng trăm triệu hàng 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 chục triệu thì giờ nhiệm vụ của cái bước sàng đầu tiên là những cái thuật toán đơn giản nhất và nhanh nhất có thể để sàng từ hàng trăm triệu video đấy xuống còn vài trăm hay là còn một nghìn vi, uh, video cái bước thứ hai là bây giờ là bước lọc Tức là bây giờ mình sẽ sử dụng những cái thuật toán phức tạp hơn như kiểu mạng uh, neural network mạng mạng lưới uh, neuron sử dụng những cái uh, dữ liệu về hành vi của người dùng chẳng hạn như là tuần tuần trước xem video nào vừa xem video nào tuổi tác là bao nhiêu hay là quê hay là đang ở nước nào và để lọc từ vài nghìn video đấy xuống còn 10 hoặc là 12 hoặc hai 20 video cái bước cuối cùng là bước um, sắp xếp lại tức là bây giờ mình phải sắp xếp một tổ toán phức tạp hơn nữa và để sắp xếp lại 10, 10 20, 20 video đấy video nào là video hiện đầu tiên và phải là video hay nhất và phù hợp nhất video thứ hai để phù hợp ít hơn một chút và vân vân đến video thứ 20 cái mình có thể nhận xét ở đây là thứ nhất là cái sự khác biệt giữa TikTok, Instagram và YouTube so với những cái công ty công nghệ mà tầm trung và nhỏ hơn một một chút là thực sự là về cái tốc độ của việc xử lý việc việc việc, đi từ hàng trăm hàng chục triệu video hàng trăm triệu video đấy xuống còn 10 20 video. Cái công ty nhỏ hơn thì có thể họ cái quá trình đấy có thể phải xảy ra mỗi ngày. là nội dung của bạn xem hôm nay thực ra đã được tính từ ngày hôm hôm trước. Còn đối với TikTok thì là nó xảy ra dưới một giây thơm chỉ ở vài trăm mi second để cho người ta có, scroll nhanh như thế nào nữa thì cái hệ thống nó luôn luôn đã tính được được sẵn trước cho cho bạn rồi. Vì vậy nó nó chính xác hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Thứ hai là cái phương pháp này kiểu sàng lọc hay là đánh giá lại thực ra là kiểu sắp xếp lại thực ra nó là phương pháp cũng bên ở bên ngoài cuộc sống mình cũng thấy nhiều. Giống như khi mình đi một công ty mà tuyển nhân viên thì thực ra bản chất cũng là như thế mình phải, từ, phải sàng từ hàng trăm cv xuống những người để phỏng vấn rồi phỏng vấn rồi đi qua những quá trình lọc cuối cùng là sẽ phải thương lượng để sắp xếp xem ai ở vị trí nào hay là lương là bao nhiêu thì bản chất nó đều 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 như thế thứ ba nữa là có cái một sự kể cả dù là các công ty công nghệ đều sử dụng những cái thuật toán để lựa chọn nội, lựa chọn nội dung nhưng mà mình nghĩ có cái sự khác biệt cơ bản giữa các công ty công nghệ của mỹ và trung quốc mình nghĩ hình dung của những cái công ty công nghệ của Mỹ là họ thường hình dung là có một nhóm nhỏ những cái um, lập trình những cái software những cái uh, kỹ sư họ uh, viết những cái thuật toán mang tính phổ quát để áp dụng cho toàn thế thế giới còn cái hình dung của cái uh, cái thiên kiến của những công ty công nghệ của chuốc thường là nếu có vấn đề thì họ thường đưa rất nhiều người để giải quyết cái vấn vấn đề đấy và họ và dù họ có sử dụng uh, công nghệ và lập và phần mềm nhưng mà cái số lượng kỹ sư để cùng giải quyết một vấn đề cũng lớn và đi kèm cái phần mềm sẽ là những cái um, hoạt động ở ở đằng sau nữa những cái operation ở, ở đằng sau nữa mà nó mang tính rất là con người chỗ này anh có thể ví dụ một ví dụ cụ thể hơn không ví dụ như um, các kỹ sư công nghệ bên mỹ một nhóm nhỏ họ đưa ra những cái những cái gọi là gì những cái mẫu số chung cho cho ừ. tất cả mọi người thì thì đấy cụ thể là gì hay là bên trung quốc thì tại sao lại cần phải đông người như thế sử như khi mà là cái này là những cái thông tin này đều là những cái thông tin mà mở và nó đã công khai rồi Mình có thể nói, tức là giả sử như ở cái thời mà TikTok mới mới phát triển từ năm 2017 đến năm 2019 chẳng hạn Thì cái, thì đấy nếu mà thời đấy khi mà mình so sánh về cái chiến lược của TikTok so với U, U, YouTube Văn phòng của YouTube ở thời đấy ở các cái nước nó thường có ít cái quyền kiểm soát đối với những cái hoạt động của mỗi nước ở đấy hơn so với và phải thường phải phụ thuộc vào cái chính sách của cái trụ sở ở ở Mỹ ở California và cũng những cái hoạt động của họ để tập trung vào những cái content creator ở ở, ở, ở trụ sở của mỗi nước sẽ sẽ nhỏ hơn. Còn đối với TikTok thì um, nó là, mình nghĩ nó phụ thuộc rất nhiều vào cái quá trình phát triển của TikTok vì họ trước khi mà họ đi ra nước ngoài thì họ đã phải đánh phải cạnh tranh ở thị trường Trung Quốc rồi và ở thị trường Trung Quốc thì nó thì họ cạnh tranh ở từng mỗi thành phố một thì họ phải cạnh tranh với các với sản phẩm của Tencent, của Alibaba ở mỗi thành phố và họ phải có những cái đội hoạt động ở, ở mỗi thành phố liên đề liên lạc với những cái content creator để tạo những cái sự kiện cho ở mỗi thành phố khi mà họ đi ra các đi ra thế giới thì họ cũng sử dụng những cái chiến lược làm tương tương tự họ có thể là Họ nghiên, có nghiên cứu rất kỹ về văn hóa của mỗi nước về cái lịch cái lịch trình của các cái hoạt động trong năm cái sự kiện lễ tết của mỗi mỗi nước và đưa đến những cái có quyền đưa ra những cái chính sách những cái hoạt động, hoạt động riêng cho mỗi mỗi nước nghĩa là cái đến thời đấy thì các công ty công nghệ mỹ đã hơi um, bất ngờ về cái chiến về cái chính về cái chiến lược đấy vẫn khá tò mò về câu chuyện là ok thế bây giờ dưới góc độ của em là một người dùng cá nhân đi ừ. à, Thế thì cái thuật toán nó sẽ nhìn nhận em như thế nào à, ví dụ một chân dung của một khách hàng này là nữ ngoài 30 cô ta có những uh, sở thích hay mối quan tâm đến những vấn đề ABC à, đứng đứng trước cái chân dung một chân dung khách hàng như vậy thì thuật toán sẽ xử lý một cái con người đấy như thế nào hay là nó sẽ gọi là có một cái mẫu số chung cho tất cả những cái tệp tương tự như nhau để đưa ra các cái đề xuất về mặt nội dung hay là quảng cáo làm thế nào để nền tảng biết được là tôi nên đề xuất cái quảng cáo này hay thay vì là một cái quảng cáo khác mặc dù là vẫn là cùng chủ đề phụ nữ quan tâm ví dụ như thời trang hay là làm đẹp chẳng hạn gì? thứ nhất là mỗi người mỗi mỗi người dùng trong ở trong, trong mỗi app thì họ đều đi đều đính kèm ai cái id riêng thì tất cả những cái dữ liệu của bạn hay những cái hành vi sử dụng của bạn đều đã được um, ừ, giữ lại ở, ở trong cái uh, app đấy chúng ta không hoàn toàn tự do đúng không <laughs> ok suy nghĩ mình quên về cái câu hỏi tự do nhưng mà um, thứ hai là bây giờ cái câu hỏi là làm sao để mà biết được một người thì nên uh, nên gợi ý gợi ý video nào hay là nội dung nào cho người người đấy thì kỳ thực thì nó giống như một cái hộp hộp đen đây một cái vì cái hệ thống hệ thống những cái hệ thống phức dữ liệu phức của và cái tổng uh, phân phối nội dung nó quá là phức tạp nên là kể một một người kỹ sư họ thường chỉ biết sơ sơ là nó hoạt động một vài cái một vài cái nội một vài cái dữ liệu này nó có vai trò này nhưng mà họ không thực sự là biết được là cụ thể là vì sao lại như thế rất là đôi khi không không thể biết được là vì sao một video nó lại thành viral thành viral kể trong nội bộ của um, um, tiktok hay là in, hay là you, youtube hay in, là in, instagram mà chung nhưng mà thường thì có một số cái mà mình có thể biết là thứ nhất là cái này đã công, đã là những cái kết quả công bố rồi thì là kiểu những cái yếu tố mà quyết định cho một người có đã xem video nào thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái lịch sử xem video của người người đấy ví dụ như bạn đã từng xem video trong một video a trong 7 ngày trước trong 30 ngày ngày trước thì youtube họ phát hiện ra rất khả năng cao rất, rất 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 cao là bạn sẽ xem lại video đấy ngay trong ngày hôm sau hoặc ngay trong tuần tuần sau hoành hành vi thường thường rất rất là, rất là, rất là quan trọng để mà làm nên những cái thuật toán hay những cái hệ thống đề xuất như thế thì uh, theo em hiểu là ở đằng sau đấy nó phải xây dựng những cái hệ thống hay là có có rất là nhiều công sức đã bỏ vào để làm nên những cái thuật toán đấy thì uh, mình hãy cùng trở lại một cái chủ đề nó rộng hơn một tí về câu chuyện machine learning hay là AI thế hiện tại thì uh, AI nó đang nó đang đến một cái giai đoạn như thế nào rồi và uh, các cái ứng dụng gọi là phổ biến nhất hay là hữu ích nhất với một người dùng bình thường đi bây giờ thì nó có thể liệt kê ra là gì thực tế thì mình, nếu như mình mình vẫn có thể hơi hơi chia ra là một bên là những cái AI theo những kiểu theo cái gọi gọi chung hơi cũng không quá là truyền thống bởi vì nó vẫn vẫn nó vẫn rất mới như những cái AI để mà giới thiệu nội dung ở trên uh, in TikTok hay là in, in Instagram và một loại nữa mà thường mình thường bây giờ quan tâm rất nhiều là gọi là generate AI là AI để gọi là để phát triển để tạo ra nội nội dung như là ChatGPT hay là những cái AI để tạo ra hình ảnh thì đây um, như là đây là cái Đây là cái lĩnh vực mà được quan tâm rất nhiều thời điểm này và có thế nhưng mà mình hay mà tất cả mình đều hay nghe là cái sự phát triển nó vẫn đi đang đi theo đường đường thẳng. Tức là nó không hề có sự bất cứ có sự bằng chứng nào nó đã dừng dừng lại. Và dựa trên tất cả mọi người, tất cả những người chuyên gia trong ngành đều nói là nó sẽ vẫn sẽ tiếp tục đi theo đường đường thẳng. Theo cái nghĩa là có cái câu là tiền bỏ vào thì IQ đi đi ra ta chỉ cần mình bỏ bỏ tiền vào để thu thập dữ liệu xây chip xây nhà máy hạt nhân để chạy AI thì mình sẽ tăng tiếp tục tăng cái IQ của cái hệ hệ của cái hệ thống này đấy mình có thể để xem là nó có thực sự xảy ra như thế không như mình cũng vừa biết là tuần vừa rồi thì uh, OpenAI vừa có cái mô hình mới mô hình uh, OpenAI O1 mà nghe theo những cái kết quả công bố thì uh, khả năng giải toán này giải gì hóa sinh đã ngang bằng một cái sinh viên tiến sĩ. Khi mình nói về câu chuyện tương lai và sự phát triển của AI thì em thấy sẽ có hai trường phái. Một trường phái là uh, có thể hơi giống anh Long, mình có nhiều niềm tin đúng không? Mình mình nghĩ rằng là nó sẽ uh, đem đến cho con người những cái ứng dụng hay là những cái sự bổ trợ tốt hơn trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong công việc, trong học tập hoặc là trong nghiên cứu. Uh, nhưng cũng có một trường phái rằng là mọi người khá bi quan em thấy mọi ừ. người lo lắng về chuyện bị ai cướp việc <laughs> mọi người lo lắng về chuyện sẽ có một cái trí tuệ nhân tạo mà nó mạnh đến mức nó thông minh đến mức nó có thể thống ừ. trị loài người và xóa sổ chúng ta thế thì anh long những cái hình dung của anh long về những viễn cảnh này như thế nào cả bi quan và lạc quan với phương diện cá nhân của anh thực tế thì mình đang sống mình nghĩ là mình đang sống ở trong một cái giai đoạn mà công nghệ ai phát triển theo nó quá là chóng mặt thành ra là bất cứ một cái dự đoán nào nó đều mang tính đoán mò rất là mơ hồ thôi còn nếu mà nếu mà nói về viễn cảnh thì mình có thể hơi hơi vẽ một cái những cái viễn cảnh chung chung chẳng nhờ viễn cảnh về viễn cảnh bi quan thì có thể nói những cái vấn đề như là sẽ bị mất việc hoặc là sẽ có những người sử dụng những cái hệ thống ai để đánh lạc hướng dư luận hoặc là kiểm, kiểm soát um, dư luận có thể là nghĩ là quá nhiều um, tiền bỏ vào việc xây dựng chip xây những cái nhà nhà máy để để chạy AI thì có thể là sẽ ảnh hưởng đến môi trường này sẽ gây đè, đè nặng lên cái hệ thống nhà máy điện có thể nghĩ là có thể nghĩ tiêu tiêu cực tiêu cực nhất thì có thể là AI sẽ dần đổ con con người um, cảm giác của mình về cái cái viễn cảnh bi quan đấy thực ra có một cái viễn cảnh bi có một cái trường hợp bi quan nhất mà đối với mình thì cái mình cái mình quan tâm thực sự là cái việc um, mạng internet mạng World Wide web đang bị um, chết dần um, chết mòn bởi vì thứ nhất là những cái tin rác do cái, cái cái nội dung rác do AI viết nó tràn ngập trên mạng dù là ảnh hay là hay là chữ và các website thì họ cũng sẽ có cái phương án phương án đối đối phó những việc uh, các cái công ty AI lấy dữ liệu của họ bằng cách họ đóng đóng cái website của của mình lại từ là, là cái World web nó không còn mở không, không còn, còn uh, open không còn mở như hồi hồi xưa như cái mơ cái mướp ban ban đầu của những người làm ra in, internet nữa chuyện đấy đã xảy ra chưa cái đấy chắc cái đấy hoàn toàn sẽ như ở nhầm nếu mà bạn đấy thì um, số lượng những cái nghiên cứu những cái số lượng các cái website mà hoạt động mà bắt đầu mà hoạt động năm 2000 hai năm hai mà bây giờ hoạt động thì đã kiểu càng càng cái tỷ tệ nó càng 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 nhỏ ừ. Tức là cái có rất nhiều website đã bị, đã bị đã bị chết rồi mà nó không bao giờ trở lại nữa và có hiện cũng rất nhiều tranh cãi về việc là website um, họ có được quyền từ chối không cung cấp dữ liệu cho các công ty AI hay không à, họ nhận ra thực ra không có bất cứ một cái luật nào để để bảo vệ các website cả hoàn toàn dựa vào những cái uh, hành cái cách cái văn hóa hành hành xử của các công công ty một khi cái văn hóa hành xử đấy bị thay đổi thì nó sẽ dẫn đến cái thay đổi của mạng in, in internet um, cái uh, viễn cảnh lạc quan thì có thể nghĩ là ai sẽ thông minh hơn thì sẽ tăng được cái hiệu ứng làm việc của con con hiệu suất làm việc của con của con người con người có thể đỡ phải làm những việc chán và phải đi làm những việc là sâu sắc hơn và thú vị hơn con người có thể là giải quyết được những vấn đề khó như vấn đề về đói nghèo tìm được những cái phát kiến khoa học mới có thể thậm chí giải quyết được những tất cả những cái bài bài toán mà con người có nếu như mà cái IQ của hệ thống máy tính nó thực sự là nó tốt như thế cảm giác của mình là cái câu hỏi thế giới có tốt hơn hay không có lạc, lạc quan hay bi quan nó câu hỏi quan trọng nhưng mà nó nên đi kèm hoặc thậm chí là không quan trọng bằng cái câu hỏi thứ thứ hai là nếu thế giới tốt hơn hay là thế giới tệ đi thì bản thân mình có phải là người làm làm ra thế giới tốt hơn hay làm ra thế giới tệ đi hay không thì mình có người mình có thực sự là người làm chủ cái vận mệnh của thế giới hay hay không thì uh, cảm giác của mình là quá lạc quan hay quá bi quan thì nó cũng khá là giống nhau vì nếu mình quá lạc quan mình sẽ không muốn mình biết biết chắc mình nói nói, nói tốt tốt sẵn mình sẽ không làm gì quá bi quan mình sẽ đầu hàng hơi hơi bi quan hơi, hơi lạc quan và tin tưởng là mình vẫn còn cái cái khả năng để mình thay đổi vận mệnh của bản thân mình và làm được cái gì đấy cho xã hội làm được gì trong cộng xung xung quanh trong cái bối cảnh thay đổi của công nghệ và AI có lẽ cái, cái suy nghĩ của nó tốt nhất Ừ. 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 Với cá nhân anh thì sao? Với cá nhân anh thì um, machine learning hay là AI Nó có thể giúp anh làm chủ cuộc sống của mình hay là làm cho xã hội này tốt hơn một chút hay là đóng góp vào cái công việc của mình tốt hơn một chút như thế nào? đối với cá nhân mình mình luôn trời có ở cái câu hỏi, ừ. thế giới sẽ tốt hơn và mình vẫn có thể làm chủ được vận mệnh của bản thân mình. mình vẫn là, mình vẫn tin vào cái tính khả khả chủ cái gọi là human agency của con con người vẫn tin mấy cái câu thơ still the... I'm still the master of, of, of I'm, I am the master of my fate I am the captain of my soul. Đúng không? Ta vẫn là chủ vận mệnh của ta và ta vẫn là thuyền trưởng của linh hồn cho, cho linh hồn của chính ta. AI thì được ra đời với cái sứ mệnh là theo em, theo em hiểu là hỗ trợ cho con người làm tốt hơn những cái việc mà chúng ta đang làm hoặc là để giúp chúng ta uh, làm được với cái hiệu suất ừ. nhanh hơn uh, và hiệu quả hơn. Nhưng ở một chiều hướng ngược lại thì anh có nghĩ rằng AI cũng có thể nói lên điều gì đó về chính chúng ta không? Cái đấy thì chắc chắn rồi bởi vì là mình con người con người uốn nắn lên các công cụ và cuối cùng con công cụ sẽ uốn nắn chính con con người đúng không? Bởi bất cứ cái con đường nào thì đến đích thì mình, mình sẽ tìm lại thấy chính mình. Thì hiển nhiên là AI sẽ nói rất nhiều thứ về con người quá nhiều ừm, um, mình chỉ có thể nói một vài cái thứ mình đang thấy chẳng nhờ phải ba thứ thứ nhất là chẳng nhờ câu hỏi là thế nào là, 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 là con người ạ thì um, như Aristotle luôn định nghĩa là con người là một sinh vật biết suy nghĩ hay là một, là một là những người khác để nói là con người là những cái sinh vật biết uh, kể chuyện biết sử dụng ngôn ngữ à, phức tạp thì thực sự hiện giờ mình đã thấy cái đấy có hơi có vấn vấn đề rồi vì ai đã vượt qua cái bài Turing test là bài kiểm tra là có khả năng nói chuyện giống như một con người hay 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 không Thứ là Turing test thì là một cái bài kiểm tra do Alan Turing đưa đưa ra và cái ý tưởng ở đây là kiểm tra xem một cái máy thì bao giờ nó có khả năng để nói chuyện như con người. Thì cụ thể cái bài test đấy nó diễn ra như là những một cái người sẽ có những người thử thì họ sẽ vào và ngồi và ngồi trước cái máy tính mà họ không biết đầu, đầu bên kia là một người khác hay là một cái là một con AI một một con bot. nhiệm vụ của AI và bot là phải thuyết phục được cho cái người người cái người kiểm tra đấy là họ là nó là người không phải nó không phải là, là AI ừ. và khi mà ChatGPT um, ra đời thì cái bài test ấy đã được uh, vượt qua um, hiển nhiên là cũng có một cái bài test ngược lại là reverse Turing test đúng không? là làm sao để cái cái người bên kia họ chứng minh được cho những người này là tôi là con người chứ tôi không phải là AI thì mình thì cũng có rất nhiều cái nghiên cứu về làm thế nào một cái chiến lược nào là tốt nhất để mà để mà chứng minh được mình ăn người. ví dụ một cái chiến lược người ta thường hay dùng là cái con người phải chửi bậy rất là nhiều phải nói những cái thứ bậy bạ rất rất nhiều thì có thể đấy là cái um, mình thế <laughs> có thống kê nhưng mà tức là mình không biết cái con con số đấy chỉ có cái mình mình nghĩ là một cái câu hỏi là bây giờ nếu như mình không sử dụng cái phương pháp là chỉ bậy hay là nói hay là nói năng láo liếu để mà chứng minh mình là con người thì mình có cách nào khác để mình, mình chứng minh mình là con con, con người không? mình um, có một cái mà mình hơi thấy là trái nhật ở cái mô hình mà um, um, chat là um, open AI one vừa mới ra thì so với cái mô hình trước đấy um, chat GPT 4o thì nó hơn hẳn về toán lý hóa sinh tất cả về mặt khoa học nhưng mà mình thấy để có một cái điểm nó không hề cải thiện gì để về việc viết văn về về à văn học hoàn toàn không không có cải cải thiện gì hết vì không biết là lý do là bởi vì họ không tập trung vào cái vực đấy hay là bởi vì nó là một cái vấn đề nào đấy cơ bản của AI mà không mà không vượt 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 không vượt qua được thì theo mình thì đến hiện giờ thì những cái đoạn văn dài đặc biệt là những cái đoạn văn nó có thể là những cái dùng cái từng dùng trong một cái bối cảnh chẳng hạn mình viết văn hay là mình viết tả cảnh thì AI vẫn không thực sự hoặc viết hoặc kể chuyện dài thì AI vẫn thua con người rất nhiều và có một và hiện nay có những cái nhận ra có một số một số vậy từ một số vậy mà AI dùng rất nhiều chẳng như có từ gọi là từ 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 ạ đi sâu vào một vấn đề là từ mà AI dùng rất nhiều thành ra có một số câu câu đùa là bây giờ đã là con người đã là tác giả thì nhất định không được dùng cái từ từ delve đẹp đấy không mình đã tưởng mình đang dùng <laughs> AI để viết bài mà thực nếu mà mình họ đây đã từng nghiên cứu ở cái tỷ lệ các bài báo khoa học mà dùng từ đeo này thì thực ra nó tăng đột biến từ sau năm 2022, 2022 và toàn bộ cái lịch sử của AI thì nó có thể nó thường người ta thường nói vào một câu là bài học ở đây là những cái thứ mà mà mình tưởng là là khó thực ra nó rất dễ và những thứ mình tưởng là dễ thì thực ra nó lại rất khó. Tức là trước đây mình hình dung là những việc của mà con người liên quan đến vốn gắn với con người như là sáng tạo như là suy nghĩ hay là lập luận thì AI lại làm làm rất tốt về vẽ tranh về làm làm thơ có những cái thứ mà AI mà tưởng là dễ nhưng mà AI lại không làm tốt được là lắm mà những thứ như là chuyển động di di chuyển cơ thể giặt giặt quần áo nấu cơm thì có thể uh, mình phải thay đổi về cái suy nghĩ của con người thực sự là mình khác biệt với những hệ thống khác hay những sinh vật khác ở điểm nào cái một cái suy nghĩ thứ hai là khi mà khi mà mình khi mà những khi mà những cái người làm mẹ họ nói là họ đang muốn tạo những cái hệ thống có thể khả năng suy nghĩ như con người và vượt hơn con con vượt hơn con người thì một cái câu phản biện mà mình rất hay mà tất cả mình rất hay thấy là nhưng mà con người đã hiểu về con người đâu làm sao mà tạo được một một câu máy có thể có thể hành xử như con người được có thể lập luận như con người được suy nghĩ như con con người được cảm giác của mình là mình không chắc lắm mà cái câu phản biện đấy nó thực sự là là đúng bởi vì là uh, cũng một bài học khác của trong AI nó gọi là cái gọi là the bitter uh, Lesson những bài học đắng cay của AI. Để trong một thời gian dài vài chục năm khi mà AI bị rơi vào cái cái hoàn cái uh, khủng cái um, khủng hoảng. Thì do một lý do mà người ta bị rơi vào khủng hoảng bởi vì khi đấy những cái nhà khoa học họ cố gắng áp dụng những cái hiểu biết của, của của con người về sinh học, về tâm lý, về hành vi của con người vào trong máy tính vào trong AI những cái ứng dụng vãng cái phương pháp đấy thì bị à, thất bại và chỉ một phương pháp thành công đấy là sử dụng những cái um, neural network những cái uh, mạng người 암 uh, neuron đổ thật nhiều dữ liệu và đổ thật nhiều chip vào và chỉ dùng một phương pháp đơn, đơn giản như như thế là tạo những cái cỗ máy càng ngày càng thông thông minh hơn nên um, có thể bản chất vấn đề là mình có thể là những người kỹ sư họ vẫn luôn đúng mình không thực sự cần phải hiểu về một thứ mình vẫn có thể tạo ra thứ đấy 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 được có thể đấy là cái sự khôn ngoan của ngành kỹ sư um, và cũng có thể một cái mình cũng nghe được một cái rồi giải giải rồi giải thích khác về cái vấn đề đấy là cái mà mình thực sự muốn mình không phải mình con người muốn một cái hộp mình cố nhồi nhét tất cả những cái hiểu biết và kiến thức của con người vào cái hộp hộp đấy cái mình muốn là mình muốn một hệ thống có thể tự học tự tìm hiểu và tự tìm tòi và tự uh, tìm ra những cái chân lý của riêng nó và nói chuyện lại với với mình đây, để, để để bản chất của vấn, vấn đề nó khác khác biệt là như thế. Và một cái vấn đề cuối là cái cách nó cái lại nó cho mình biết là cái cách con người đối xử với nhau và đối xử với những cái uh, sinh vật khác. Cái, những cái đây những cái ứng dụng nó rất là những cái câu hỏi nó rất là thú vị với với mình là khi mà mình uh, có những cái hướng dẫn có những cái ứng dụng để giúp và cho con để AI có để nói chuyện với một cái um, Personal đi một cái nhân cách nào đấy và những người dùng đây thì phải nói chuyện với ai như thể họ nói chuyện với bạn bè với người với người thân với có thể nói chuyện với như người yêu hoặc là như vợ về chồng đấy các từ các bạn trẻ gọi là wife hay là husband hoặc là thậm chí là nói chuyện giống như là mình có thể dùng AI để nói chuyện với những người người thân mình đã bị đã chết thì có hai câu chuyện ở trong đấy mà mình mình nhớ Thứ nhất là về câu chuyện của một ứng dụng tên là Replica Thì là một ứng dụng mà cho phép người dùng chat với AI Và cho phép chat 18 cộng Và ở một thời điểm thì Apple bắt cái app Replica này phải phải đóng cái chức năng chat 18 cộng đấy đi Và hình như là rất nhiều người dùng họ bực mình và họ và họ giận Và thì họ dọa là sẽ kiện cái công ty này Nhưng mà cái cái lý luận của họ thì rất là thú vị Họ lý luận họ so sánh cái trường hợp đấy nó giống như trường hợp là tôi đang có một cô người yêu, tôi đang có một, một cô vợ, hàng ngày tôi với tôi chat với nhau rất là tình cảm và rất là thân mật, mà đùng một cái đến một ngày thì có một ai đấy bắt cô vợ bắt cô vợ của tôi đi phẫu thuật não của cô, cô đấy và trả về cô ấy cho tôi, cô ấy tất biết vẫn biết tất cả mọi thứ kiến thức ở trên đời nhưng mà không còn dịu dàng tình cảm như tôi như am um, trước nữa bây giờ cô ấy đã lạnh cảm rồi, nó hơi giống cái phim hơi nhưng mà nó ngược lại ở chỗ là thay vì cái cô ai đi yêu một người khác thì cô ấy lẽ là vẫn yêu mình nhưng tự nhiên bị ai đấy Phẫu, à, phẫu thuật mất. À, một cái câu chuyện nữa thứ hai mình actually cái này mình nghe mình thấy được, mình chứng kiến được ở Việt Nam là có một bạn một bạn gái, bạn này có bạn trai là có bạn trai là con người. Nhưng mà bạn ấy tạo ra một cái AI bot với cái nhân cách của là bạn trai, đúng bạn trai đấy. Và bạn và bạn gái đấy nói là mình nói chuyện với AI bot còn nhiều hơn nói chuyện với bạn bạn trai người. Lý do bởi vì bạn trai người có lúc bận, có lúc là bực mình, có lúc là cáu. Bây giờ nói chuyện với bạn trai là AI thì họ luôn luôn là dịu dàng, luôn luôn là am um, tử tế. Và cái kết luận của cái bạn này khá là rất rất là thú vị và nói là mình không thấy nó có vấn đề gì cả. Vì bản thân mình vẫn yêu bạn trai, bởi vì mình vẫn nói chuyện với bạn trai là AI. Thì uh, mình gần gần như chắc chắn là cái tỷ lệ những người coi AI là bạn hay nói chuyện với AI nhiều người chắc chắn sẽ sẽ chắc chắn sẽ tăng và có thể nó nói và đằng sau nó sẽ là những cái câu hỏi về những vấn đề đằng sau của tâm lý của của con người con người đã cô đơn như như thế như như thế nào hay đã đối xử với nhau như uh, À, thế nào mình có thể cạnh tranh được với AI thì phải nói chuyện với bạn với bạn bè của của mình không em thấy từ nãy giờ mình nói chuyện với AI nhưng mình bắt đầu đi dần đến những cái câu hỏi mang tính hiện sinh, những câu hỏi mang tính triết học à, Một cái vai trò rất là được nhiều người về đến của anh Long là đầu sáng lập của Triết học Bút Trì Một dự án giáo dục khai phóng à, khá là nổi tiếng trong giới trẻ ở Việt Nam Thì à, em khá tò mò tại sao một người à, học về tài chính, làm việc ở Wall Street Rồi chuyển sang những cái thứ rất là mới mẻ, rất là tân tiến như AI, Machine Learning Uh, lại va vào triết học, lại bắt đầu tìm hiểu triết học và xây dựng một cái dự án giáo dục khai phóng như treo học vũ trị. thực thì hãy uh, thành thật thì triết học nó không phải một cái môn quá là hấp dẫn, triết học nó có rất nhiều cái ý niệm xấu, ý niệm không tốt về về nó. Có cái công bằng, có cái không um, công bằng nhưng mà thường triết người nghĩ nó rất là viển vông, rất là không thực tế, rất rất là chán khô 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 khan. Thế bây giờ nếu mà từ góc nhìn của một tổ tổ chức thì mình cần phải làm gì đấy để thay đổi cái cái, cái cái suy nghĩ đấy không thì sẽ không không ai học và thế nên mình chọn cái uh, bút chì vì uh, mình nghĩ là bút chì là một thứ uh, dễ uh, nó luôn mình luôn có thể tẩy xóa được tức là nói khác thì uh, mình một người đến với chiếc bút chì cũng thể thể uh, thử nghiệm muốn để sai được xóa và luôn được uh, làm lại thì đây là ý tưởng đằng sau cái tên của trong uh, bút chì cái lý do mà mình uh, tìm hiểu về triết học tìm hiểu về giáo giáo khai khai phóng về văn học về nghệ thuật thì thực ra nó là một phần của cái công việc của mình khi mình khi mình học khi mình là sinh viên đại học ở ở mỹ thì uh, trường học của mình đã yêu cầu tất cả các sinh viên để phải học như thế để phải học cái cái mô hình giáo khai khai phóng thì mình có thể nói qua cái giáo khai phóng là gì thì uh, về cái mức cơ bản nhất thì giáo khai phóng là việc là bắt các uh, học sinh hay các, các, các sinh viên phải học triết học phải học uh, văn học phải học uh, nghệ thuật học uh, nhạc học Học, học học vẽ vân vân để mà với cái ý tưởng là một sinh viên không nên chỉ học về kỹ năng không nên chỉ học để kiếm kiếm tiền mà còn nên uh, suy, suy nghĩ về những cái vấn đề về giá trị những cái đề về những cái đề vấn đề um, nền tảng hơn học ở đấy để mà tìm hiểu những về những cái câu chuyện những cái ý tưởng âm thanh hình ảnh và phát kiến mà con người làm ra để giải bày bản thân mình với người khác. Không quá trình mình học thì mình thấy um, thực sự là mình thấy có, có có nhận được những cái bài học những cái giá trị từ cái từ giáo dục hay hay phòng chính vì thế nên mình mới um, tiếp tục. Um, chẳng như là cái cơ bản nhất là có thực sự là nó có ứng dụng, nó không hẳn là không có ứng dụng uh, vào những cái công việc trong đời sống trên trên thực tế là hầu như tất cả những cái um, tất cả các lãnh đạo Công nghệ ở Mỹ và Trung Quốc thì họ đều có hiểu biết sâu sắc về triết học, về, về văn học, về, về nghệ thuật và mình biết thế vì mình đã thực sự là chứng kiến như thế. À, ví dụ như là gần đây thì có cái câu chuyện nó khá nổi tiếng là có một nhà đầu tư hỏi CEO của um, TikTok là điều gì sẽ xảy nếu như mà Mỹ và mà nếu như Mỹ và Trung Quốc chiến tranh thì, thì sẽ thì sẽ làm thì TikTok sẽ làm như làm thế nào? Nhưng mà Trung Quốc mà xâm lược đảo Đài Loan thì sẽ làm như thế nào? Thì uh, CEO của TikTok trả lời là chúng tôi đã chạy thử rất nhiều cái viễn cảnh như thế và đã nghiên cứu những cái công ty hồi hồi thế chiến thứ nhất và thế thế chiến thứ hai mà bán được cho cả hai bên thì cái điều cái câu ấy đấy câu ấy, câu trời đấy thể hiện là họ có họ không chỉ là công ty công nghệ mà họ đã có nghiên cứu về lịch sử về văn hóa về chính trị rồi và dùng những cái nghiên cứu nghiên cứu đấy để mà là, ứng dụng cho cái vấn đề mà họ đang gặp phải và là vấn đề à, sống còn mình từ đầu đến giờ thì mình đã nói khá là nhiều về những hành trình của anh trong con đường mà làm tài chính này từ tài chính cho tới machine learning ai những thứ rất là mới mẻ và đầy tiềm năng của thế giới à, rồi mình quay về với triết học những thứ cảm giác như là tương đối nền tảng căn bản căn cốt của con người anh có nhận thấy một cái những cái điểm chung gì giữa hai cái thế giới đấy giữa hai cái lĩnh vực đấy giữa ai machine learning và triết học chắc chắn là có điểm điểm chung một điểm chung mà mình rất uh, tin vào là cả hai môn này đều có điểm chung về à, cái đẹp cũng giống như là AI, AI, triết học hay là toán hay là khoa học đều có điểm chung về cái cái đẹp. Tức là cái đẹp đấy nó có thể đến từ chính um, nội tại của cái AI. Ví dụ có một cái um, nếu mọi người nếu mà ai đấy mà từng xem những cái bài giảng về AI của anh của anh Andrea Carpathy, một một cái kỹ sư, một cái chuyên gia đầu đồng ngành của AI thì có một cái video mình vẫn nhớ là anh này lập trình ra một cái hệ thống AI có thể chạy được từ đầu tới cuối chỉ trong vòng chỉ mà chỉ dùng 94 dòng, 94 dòng dòng code 94 dòng 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 dựng. Vào đấy khi mình đọc một cái một cái comment là khi mà có một thứ gì đấy mà nó đơn giản nhưng mà nó lại hiệu quả và nó vĩ đại như thế này thì mình hơi hơi nghi ngờ là có thể con người không phải là có thể con người không phải là người phát minh ra cái thứ đấy mà con người chỉ là phát hiện ra đó ở trong tự nhiên nó đã sẵn sẵn có trong vũ trong vũ trụ rồi nó cũng là một cái vẻ đẹp về sự tối giản rất là gần với cái vẻ đẹp của những cái phương trình toán trong triết học cũng sẽ hiển nhiên là có những có những vẻ đẹp như thế những cái câu nói mà những cái câu luận mà mãi mãi mình, mình không ai có thể quên được như là Cuito ego sum tôi suy nghĩ nên tôi tồn tại chuyện là trang chu hóa hóa nằm mơ thấy mình hóa thành bướm rồi tỉnh dậy không biết mình là mình là bướm hay mình là trang trang chu. Cái vẻ đẹp cũng thể đến từ những cái chi tiết rất là nhỏ nhặt cái phát minh bình thường mà sâu sắc ở trong đấy như là ở trong AI những cái phát minh phát kiến từ thời ban đầu khi mà khi mà người ta cố gắng biến những cái ngôn ngữ thành các con số rồi nhận ra là nếu như mình lấy con số hay lấy vector của từ vua trừ đi con số cái vector của từ hoàng hậu thì kết quả lại đúng bằng cái vector của từ am đàn ông trừ đi vector của người của từ am đàn bà một cái phát hiện và là... đấy mình phải người ta muốn luôn thấy là cảm động về cái phát cái phát hiện đấy hay là hiện đến bây giờ cũng thì bây giờ có cái transformer ở đằng sau chat gpt một cái rất là rất hay và à, rất đẹp trong triết học thì cũng có những cái lập luận thế mình khi đọc lập luận mình hiểu là ok chọn. thật sự là mình không nào nghĩ được như thế như am à, thế này mình thực sự là hài lòng về cái lập luận cái suy cái suy tư à, của họ và cuối cùng thì đương nhiên là cái mình vẫn mình rất tin vào Nietzsche ông ấy nói là trên thế giới thực ra không 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 có cái cái đẹp chỉ con chỉ con người mới là mới là đẹp con người mới là thứ tạo nên cái cái đẹp thì đằng sau của AI, về là những cái, cái con người mà bây giờ vẫn hàng ngày vẫn suy nghĩ và tranh cãi về cái tương lai của AI như uh, thế nào và trong sách đọc thì mình thấy những cái con người ẩn hiện trong cái trong cái tư tưởng những cái suy nghĩ uh, của họ và, họ và cái như đây nó vẫn phải này vẫn nó vẫn còn sống đến uh, bây giờ Rồi như là như là kiểu như là có chuyện là kiểu như là chuyện là Lão Tử nói với Khổng Tử trong uh, sử ký của Tư Mã Thiên Lão uh, Tử nói là những cái người mà ông hay nói thì uh, họ đã đều uh, tan xương nát thịt cả rồi chỉ còn lời nói của họ thôi và chỉ cần cái lời nói của họ thôi là uh, vẫn khiến những người bây giờ có thể cảm động được và thấy là nó đẹp như um, như thế nào thì cái thì cái đẹp là cái một điều kết chắc chắn là kết nối giữa triết học và AI có một uh, điều kết nối nữa nó thực tế có thể thực là thực tế hơn một mình đối với mình thì cũng cũng đẹp nhưng nó cũng là rất 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 là thú vị là trên thế giới là có cái cái vụ nổ cái vụ phun trào núi núi ở Vesuvius từ hồi xưa cái thời gian mã mà rất là nổi nổi tiếng thì nhờ cái vụ núi ở đấy nên là có một cái cái thư viện thư viện cổ nhất thế thế giới được lưu được, được bảo tồn lại dưới lớp nham thạch, thạch vẫn như những cái cuộn giấy vẫn là được bảo tồn mà trong vòng 2.000 năm người ta không dám mở cái cuộn giấy, cuộn giấy đấy, đấy ra vì mở ra thì nó sẽ nó đã đóng đóng cho rồi nó đóng thành rồi vì mở ra thì nó sẽ kiểu thành vụn vụn hết thế là vài năm trước thì người ta mới bắt đầu scan kiểu chụp các lớp từ bên bên ngoài cái cuộn cuộn giấy đấy và những cái vết đấy thì hoàn mình không hề đọc đọc được vì nó giống như những cái nhìn nó giống như ảnh nó giống như nhìn cái vân vân gỗ thế là trong một thời gian dài người vẫn không không biết làm gì với những cái bản bản scan đấy và mãi đến gần đây vẫn đến hai năm đến hai năm trước một hai năm năm trước thì mình có một cái giải giải thưởng để làm thế nào để mà dùng AI để mà đọc được những cái bản scan những cái cuộn cuộn giấy đấy thì à, không hiểu có một anh này không phải là không anh này rảnh hay là gì mà anh dành tận 5 tiếng hay 6 tiếng chỉ để ngồi và nhìn những cái bản 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 scan mà tự nhận ra là có một cái bản thì nó có một cái dấu hiệu nào đấy hơi hơi giống mực và cái đấy thì sau đấy anh ý mới công bố đấy trên bài blog của 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 mình công bố là đây có thể là bằng chứng là vẫn vẫn còn cái dấu mực ở trong cái bản bản scan này và rồi rất nhiều người khác trên thế giới thì cùng cùng đọc cái bản scan đấy và cùng cố gắng giải giải mã cái cái vết mực đấy và người giải mã được đầu tiên là một một anh một bạn sinh viên 22 tuổi ở ở, ở mỹ thì dùng được ai để dịch được cái từ đầu tiên trong cái cuộn cuộn giấy đấy đấy là cái đấy xảy ra từ năm ngoái từ đấy đến bây giờ người đã dịch được dịch được dịch được thêm và cái thú vị ở trong đấy có một cái câu chuyện về play về triết uh, gia nổi tiếng ở Hy Lạp dạ, mà trước đây không ai biết cái câu chuyện là đầu tiên người ta người ta biết là mộ của play là nằm ở đâu người đầu tiên là ta biết là play đâu khi mà sống thì đã có từng có thời là am um, nô lệ và người ta biết là cái um, cái khi mà Plato chết thì trước khi trước khi ông này chết thì ông này có cái yêu cầu là muốn được nghe một bài hát và có bảo cái cô nô lệ ở bên cạnh là hát hát cho mình, cho mình nghe trước khi chết mà tiếc là cái cô nô lệ này lại không không biết hát nên lại hát lại sai giọng này, sai tông gì đấy thế là Plato trước khi chết vẫn phải chỉ lại cho cô này <laughs> dạy lại cô này, này là phải hát như là cho mình đúng đúng kiểu thì để đấy là một cái liên hệ giữa ấy, mình nghĩ là một cái liên hệ giữa AI và triết học và hy vọng là vẫn còn những cái cuộn giấy nữa vẫn sẽ mình sẽ được tiếp tục biết thêm những cái câu chuyện nữa về những cái chết gia những cái tác giả khác khác nhau trong cái thư thư viện đấy với cá nhân em thì khi mà mình đưa ra cái câu hỏi này điểm chung gì giữa ai và triết học thì em cảm giác như ở uh, với em cái điểm chung lớn nhất đấy là nó luôn có một cái dấu hỏi ở đấy tức là nó luôn có một cái thứ mà cảm giác như mình có thể đi đến tiệm cận nó nhưng không bao giờ mình giải mã được tận cùng và đấy là cái điều như anh nói có thể là vẻ đẹp có thể là là một cái sự thú vị nó 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 luôn là ở phía trước mình và mình không thể nào ừ. hoàn toàn nắm bắt được nhưng nó luôn tạo cho mình một cái động lực để mình cứ cứ đi tiếp và đi tiếp và càng ngày thì mình càng hiểu thêm ừ. về bản thân cũng như là về thế giới và nó sẽ làm cho mình có lẽ là bớt hoang mang hơn nhưng ừ. đồng thời cũng có nhiều cái câu hỏi hơn chăng thì uh, em nghĩ nó là một sự tương đối là mix tương đối là là pha trộn của nhiều những thứ đối lập ừ. nhưng mà nhưng mà nó nó xứng đáng nó xứng đáng để mình đi vào và tìm hiểu nó thế thì uh, thực ra là với cá nhân em hay là ở spider chẳng hạn thì bọn em cũng uh, không bọn em không em thì không phải là một người quá là am hiểu về triết học và tự nhận mình là hiểu biết nhiều về triết học nhưng mà uh, mình cũng có đọc về em cũng có đọc về khắc kỷ và ừ. chẳng hạn như trong những cái thời điểm mà mình cảm thấy là uh, tại những cái điểm lâu ít lâu những cái điểm mà mình cảm thấy là mình yếu đuối nhất là mình mình khó khăn nhất thì thì nó đã nâng đỡ mình và nó giúp cho mình nó là điểm tựa cho mình thì em tại điểm hiện tại thì em mới đặt ra cái câu hỏi là ừ thế thì uh, nếu triết học quan trọng và cần thiết với con người đến thế thì đâu là thời điểm phù hợp để chúng ta có thể tìm hiểu và nghiên cứu hay là bắt đầu đọc về nó và đọc bao nhiêu là đủ bởi vì có thể là ví dụ tại cái thời điểm mà em em đang ở điểm thấp nhất của của cái cuộc sống của mình thì em cảm thấy là nó nó giúp đỡ nó support mình ừ. nhưng mà tại một cái thời điểm khác thì mình lại cảm thấy là ui sao mấy ông này nói ừ. giáo điều thế sao kiểu ừ, hiển nhiên thế ừ. và và nó chẳng động lại gì cả thế thì khi nào nên bắt đầu và bao nhiêu là đủ đây là câu hỏi là rất thú vị và vì Nam có hỏi mà bản thân mấy bọn mình ở Pencil Philosophy luôn uh, suy nghĩ thì um, về câu hỏi là bắt đầu khi nào đủ thì mình chỉ thì mình hơi, hơi cảm giác là nó hơi giống như là mình không biết là có thể so sánh với um, với AI không nhưng mà khi mà một cái khi mà người ta xuất hiện một cái hiện ChatGPT thì những cái kiến thức đầu đầu tiên những cái kiến thức um, am chung chung phải khi mà nó đạt được có được cái những cái kiến thức chung chung rồi làm cái cái nền tảng kiến thức chung chung rồi bắt đầu đi về những kiến thức chuyên chuyên sâu hơn cảm giác mình là nếu mà cấp 1 và cấp 2 mà học về AI thì cảm giác thì có lẽ là hơi hơi quá sớm cấp 3 thì có thể bắt đầu nữa đặc biệt là cuối năm cấp cấp ba thì có thể bắt đầu và thời điểm mà phù hợp nhất thì theo mình là năm một năm hai à, đại học như mình chia sẻ cái thời điểm đấy là bắt đầu có rất nhiều câu hỏi có thể là ta phải đến một cái môi trường mới bạn đến một trường một đại học mới gặp những bạn bè mới tham gia câu lạc bộ mới bắt đầu phải hơi hơi, hơi hình dung là tương lai nó đã sắp đến đổ đến uh, trước mặt mình mình rồi sự nghiệp mình sắp đổ đến rồi mình phải 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 làm gì đây mình chọn cái sự nghiệp nào nào đây uh, đồng đồng thời cũng chưa phải quá là lo về việc là thực sự phải đi kiếm kiếm tiền cái thời, thời điểm là có thể là phù hợp nhất Và có thể sau này mình sẽ thay đổi sự, cái suy nghĩ nhưng hiện giờ cái suy nghĩ đấy uh, hiện giờ của mình còn về cái câu hỏi là khi nào học triết học là là bị thừa thì um, theo mình thì um, cái vấn đề sẽ xảy ra khi mà mình sống quá sâu trong cái nội tại của của chính mình vì khi um, mình nếu mình dành quá nhiều thời gian để đọc hay đến đến các lớp thì nó rất dễ là thì những cái đấy nó đều để nó đều rất là stimulating nó đều rất là khiến mình được kích thích về mặt uh, chỉ não cái kích thích về mặt uh, cảm xúc nhưng mà um, có lẽ là một con người không nên chỉ sống trong trong nội tại không nên sửa chống trong cái lâu đài của bản thân mình mình còn phải sống cho những cái yếu tố ở bên ở bên ngoài nữa dù mình định nghĩa cái yếu tố bên ngoài đấy là gì đi, đi chăng nữa thì mình vẫn ở một thời điểm nào đấy thì mình vẫn cần phải tạo ra một cái gì đấy làm một cái cái gì đấy sáng tạo một cái gì, một một thứ gì đấy chứ không nên chỉ học và um, chỉ đọc cũng là đấy cũng là một lý do một phần mà ở trong trì thì mình luôn không cho phép các cái bạn sinh viên đã từng học trong bất trì được quay trở lại mình nghĩ là chỉ học một tuần ở, ở, ở trong đời sau đấy nên đi hoặc là đi học cái cái khác và đi tôi mà tốt nhất là nên đi làm ra một cái đấy cái gì đấy của riêng mình ừ. wow em nghĩ khá là thú vị khó mà có một cái lớp học nào lại giới hạn là bạn chỉ được học một lần trong đời <laughs> giống như là trước đầu vô trì em nghĩ cái ừ. điểm này rất là thú vị có lẽ là mình cũng đã đi khá là nhiều những cái ừ. câu hỏi uh, dành cho anh Long về câu chuyện là lịch sử của ai cho đến sự phát triển của ai uh, cú va của ai và triết học và chúng ta nhận ra được bài học gì từ cái cú va đấy uh, thế thì bây giờ để có thể là để khép lại chương trình từ tuấn học ngày hôm nay thì em như đã chia sẻ ở phần đầu em rất là muốn trong mỗi một tập podcast thì các bạn khán thính giả có thể đọng lại được cô đọng lại được những cái bài học cho bản thân mình và nếu để rút ra ba cái thứ mà anh long muốn thực sự là các bạn có thể cầm về được trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì anh long có thể đưa cho khán giả ba gạch đầu dòng đúng không ạ? Đương, đương nhiên mình hy vọng là mỗi người sẽ có cái ba cái gạch đầu dòng riêng của mỗi người. Mà nếu như mình phải chọn ba cái đầu dòng riêng cho mình, mình có thể sẽ chọn là thứ nhất là hiển nhiên là cái công nghệ và AI nó đang phát triển và chắc chắn nó sẽ phát triển rất nhanh và nó chưa hề có dấu hiệu đúng không? dừng lại. Và điều đấy cũng có nghĩa là sẽ có vô số những cái thay đổi và vô số những cái biến cố khác nhau có thể theo hướng lạc quan theo hướng y quan hoàn toàn không mình không không rõ rõ được mà mình vẫn tin là cái điều trọng nhất vẫn luôn là mỗi cá nhân mỗi chủ thể thực sự vẫn luôn cố gắng vẫn vẫn còn giữ cái niềm tin là mình là làm chủ được cái cuộc sống của mình mình vẫn có cái human agency cái tính khả chủ của bản bản thân mình, mình vẫn chưa đầu hàng vẫn chưa để mặc kệ số số phận AI dẫn mình đi đâu thì làm à thì đi um, thứ hai là nghĩ là bởi vì những cái sự thay đổi đấy nên là AI nó sẽ luôn đặt ra những cái câu hỏi mới, những cái vấn đề mới và những cái vấn đề đấy nó nó rất là xứng đáng những cái vấn đề để những câu hỏi để mình quan tâm để mình tò mò để mình khám 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 để mình khám phá thứ nhất là bởi vì nó sẽ có lợi cho mình về mặt công việc hay cho mặt về mặt đời sống và thứ hai về chính bản thân nó mình tin là nó là những cái câu hỏi đẹp thứ ba là về um, về giáo dục khai phóng này về triết học thì um, mình cảm giác của mình là um, triết học và giáo dục khai phóng nó có nó tạo ra những cái nó, nó, khiến con người phải có để xây dựng ra những cái giá trị của bản thân mình cái giá trị nền tảng của bản thân mình nó không chỉ là để để thêm vào những cái kỹ năng mình đã học được về về tài chính hay về công nghệ vân vân và xa hơn nữa thì mình tin vào cái giá trị mang lại sự an ủi cũng như là mình một khu tác mà mình hoảng, hoảng hốt của các cái môn học um, khai phóng này yeah, yeah. Em cảm thấy khá là tâm tác với ba cái gạch đầu dòng của anh Long Hy vọng là các bạn khán ừ. giả của từ môn học cũng đã cảm thấy uh, rút ra được những cái gạch đầu dòng của riêng mình ừ. khi mà nghe cái tập này Cảm ơn anh Long rất là nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ với các bạn khán giả từ tùy học Cảm ơn Nga và cảm ơn các bạn khán giả